độc lạ pancake mochi ngon nhất Tokyo. Hôm nay đi Iriya Plus Cafe ở gần bảo tàng quốc gia Tokyo, như đã thấy thì chỉ có đúng một cái biển hiệu cà phê ở trước cửa, ở ngay khu dân cư, nhìn mãi mới ra. Quán siêu chill với verde là pancake lắc lư với mochi. Trời ơi, nhìn kìa, đọc mà oải luôn. Mình gọi pancake mochi ăn với syrup và kem và nước táo trong combo. Trời ơi, to nha, to bằng cái bản mặt mình luôn á. Đúng là 30 phút nhìn cũng xứng đáng đó. Lắc lư jiggle jiggle là khi mình làm họ mới bắt đầu trộn bột tươi, mềm xốp. Ta nói pancake nó tan ra trong miệng luôn, nhai bằng nú cũng được. Kết hợp với mochi dai dai, dẻo dẻo, ngọt ngọt, các kiểu ngọt không đánh nhau mà trái lại còn nâng đỡ hương vị của nhau để đưa món ăn lên một tầng cao mới luôn. Top 5 pancake trong lòng thành Tokyo, phải thử.